Hôm nay mình lại tiếp tục giới thiệu tới tất cả các bạn tham quan một cái ngôi chợ thuộc địa bàn tỉnh Kiên Giang, đó là chợ Rạch Sỏi. Trước mặt các bạn là ngã ba Rạch Sỏi nha quý vị nha. Từ ngã ba Rạch Sỏi này cho tới trung tâm thành phố Rạch Giá còn khoảng 7-8 km nữa. Chúng ta vòng vào cái chợ Nhà Lồng, gọi là chợ Nhà Lồng, tức là cái trung tâm thương mại của Rạch Sỏi nha quý vị nha, để chúng ta tham quan cái ngôi chợ này. Trong những cái ngày nửa đầu tháng 4 năm 2023, xem coi các cái sinh hoạt ở đây nó có còn sầm uất như là trong cái giai đoạn trước dịch Covid-19 hay không. Mời quý vị cùng với chúng tôi, chúng ta tiến vào phía bên trong khu trung tâm thương mại thuộc Rạch Sỏi. Vâng, quý vị thấy rằng ở ngoài phía đường ra ngoài đó thì những cái hộ dân người ta cũng kinh doanh hàng hóa, và cái lượng người cũng tương đối là sầm uất hơn so với cái ngôi chợ huyện Tân Hiệp là chợ Kinh Sáu và chợ Sao Mai. Vâng, đây là một trong những cái trung tâm thương mại lớn của tỉnh Kiên Giang, chỉ đứng sau khu trung tâm thương mại 30 tháng 4 tại thành phố Rạch Giá. Trước mặt các bạn là mặt tiền của ngôi chợ Nhà Lồng Rạch Sỏi, hay chúng ta còn quen gọi là trung tâm thương mại. Chúng ta thấy rằng những cái hộ dân ở hai bên đường cũng bày bán hàng hóa trước cửa nhà mình để tham gia vào cái chuỗi cung ứng hàng hóa truyền thống cùng với những cái ngôi chợ truyền thống, tạo nên một cái nét văn hóa mua bán đặc trưng của người miền Tây. Vâng, quý vị thấy rằng ngay cái lúc này thì cũng khoảng 10 giờ. Vâng, khoảng 10 giờ buổi trưa. Đúng ra thì cái giai đoạn này là cái thời điểm mà rất là đông người đi chợ để mua sắm, nhưng mà so với lúc trước thì cái không khí nó cũng không còn được nhộn nhịp, mặc dù bây giờ mới là hơn 10 giờ trưa thôi. Vâng, đường dẫn vào trung tâm thương mại của Rạch Sỏi cũng vắng vẻ, không có thua kém gì so với hai ngôi chợ của Tân Hiệp trước mà chúng tôi đã có dịp chiếu cho các bạn xem. Vâng, đây là mặt tiền của trung tâm thương mại Rạch Sỏi. Vâng, một cái trung tâm thương mại rất là khang trang. Tuy nhiên là ở bên ngoài thì chúng ta thấy là cũng rất là vắng những cái người mua bán ở đây. Vâng, một cái trung tâm thương mại rất là khang trang. Đây là trung tâm thương mại Rạch Sỏi. Vâng, đây là cửa Tây nha quý vị nha. Đúng rồi, đây là cửa, xin lỗi quý vị, đây là cửa Bắc. Vâng, đây là trung tâm thương mại Rạch Sỏi, gồm có 4 cửa Đông Tây Nam Bắc. Trước mặt quý vị là cửa Bắc, cũng là cái cửa chính của trung tâm thương mại này. Vâng, chúng ta thấy rằng cái tình hình vắng vẻ của các ngôi chợ truyền thống là cái tình hình chung không những của Kiên Giang mà còn trên khắp đất nước, ở đâu cũng nằm trong cái hoàn cảnh rất là vắng vẻ. Những cái ngôi chợ truyền thống đang là ở trong một cái giai đoạn rất là khó khăn. Vâng, chúng ta đi một vòng ở bên ngoài trước khi chúng ta vào phía bên trong. Như trong những cái lần trước tôi đã có dịp trình bày với quý vị, hiện nay cái xu thế mà mua bán online nó rất là phổ biến. Với những cái điện thoại thông minh thì chỉ cần vài cái nhấp chuột là chúng ta đã mua được những cái hàng hóa về rồi. Vâng, trước mặt các bạn là một cái cửa hàng cũng đã thấy đóng cửa, không có còn kinh doanh nữa. Quý vị thấy là những cái cửa hàng bày bán rất là nhiều hàng hóa nhưng mà tuyệt nhiên là không thấy một bóng người nào. Vâng, cũng giống như là hai ngôi chợ Tân Hiệp mà là chợ Sao Mai và chợ Kinh Sáu, không thấy một bóng người nào
qua lại, mặc dù đây là một trong những cái trung tâm thương mại lớn nhất nhì của thành phố Rạch Giá. Vâng, những cái gian hàng đóng cửa im ỉm, chỉ có một vài cái nhấp chuột là chúng ta đã có thể mua bán hàng ở trên những cái trang mạng điện tử rồi, và có cái đội ngũ shipper đưa đến tận nhà. Đây là cửa Tây nha quý vị nha, đây là cửa Tây của trung tâm thương mại Rạch Sỏi, quang cảnh rất là điều hưu quý vị ơi. Không biết rằng những cái ngôi chợ truyền thống này sẽ đi về đâu nếu tình trạng này còn diễn ra, và cái hoạt động của các cái trang mạng mua bán trực tuyến, mua bán online nó phát triển mạnh hơn nữa, thì nhất định rằng những cái ngôi chợ truyền thống này nếu không có những cái sự thay đổi thì rất là khó mà trụ được. Mặc dù những ngôi chợ truyền thống là một cái nét văn hóa đặc trưng của người Việt Nam chúng ta. Đây là những cái dãy phố ở hai bên khu trung tâm thương mại. Trước dịch Covid-19 thì những cái dãy phố này người dân ở đây mua bán rất là tấp nập. Tuy nhiên là như quý vị thấy trước mặt quý vị đó, tuyệt nhiên là không có những cái sinh hoạt mua bán nữa. Nhìn cái quang cảnh này cũng không khác gì cái giai đoạn chúng ta giãn cách xã hội trong cái giai đoạn dịch Covid-19. Vâng, quý vị thấy không ạ? Những cái ngôi nhà rất là khang trang. Đây là một trong những cái khu phố rất là sầm uất. Tuy nhiên, bây giờ nó cũng rất là vắng vẻ. Tuyệt nhiên là không có thấy một bóng dáng người nào tới lui để mà tham gia vào cái công việc mua bán hàng ngày. Vâng, hàng quán thì cũng có mở cửa. Tuy nhiên là cái cảnh mua bán rất là ế ẩm như các bạn đã nhìn thấy đó. Vâng, quý vị cùng với chúng tôi đi vào phía bên cửa ở phía sau này. Không biết là đây đã là cái khu vực tới cái rạp chiếu phim chưa. Lúc trước tôi có dịp đi ngang đây thì ở phía sau này có một cái khu vui chơi giải trí kèm theo một cái rạp chiếu phim. Nhưng mà quý vị thấy đó, thì hiện nay các cái rạp chiếu phim cũng rất là ế ẩm do cái nhu cầu giải trí trong những cái rạp chiếu phim như lúc trước nó cũng giảm đi rất nhiều, do các cái phương tiện nghe nhìn bây giờ nó rất là phong phú. Vâng, đây là rạp chiếu phim CineStar. Vâng, cũng rất là vắng vẻ điều hưu quý vị ơi. Nếu mà những cái ngôi chợ truyền thống này không có những cái thay đổi để cho nó phù hợp với những cái cách mà ngày nay người dân tham gia vào cái chuỗi cung ứng thì khó lòng mà có thể trụ được. Mặc dù với cá nhân của tôi và cũng giống như là đa số các cái người dân khác, chúng ta rất là thích cái cách mua bán trực tiếp, bởi vì khi mà chúng ta mua hàng trực tiếp như vậy thì chúng ta có thể sử dụng được ngũ quan của chúng ta để chúng ta trải nghiệm cái sản phẩm, nó rất là thú vị, và đó cũng là một cái thú shopping của tất cả mọi người trên thế giới này chứ không riêng gì người Việt Nam chúng ta. Chúng ta nhìn một cái sản phẩm nào đó, chúng ta cảm nhận được bằng cái xúc giác của chúng ta nhìn thấy tận mắt, sờ được cái sự mềm mại của cái chất liệu sản phẩm hay là màu sắc cũng vậy, rồi chúng ta ngửi thấy cái mùi của cái sản phẩm đó, giả sử như cái mùi thơm của vải chẳng hạn, hoặc là những cái sản phẩm mà cần phải thăm dò bằng cái cách là chúng ta uống thử, chúng ta nếm thử, thì cần phải trực tiếp như vậy thì nó mới chính xác được. Đây là cửa đông nha quý vị ơi. Vâng, cái khung cảnh của bốn cái cửa trung tâm thương mại này đều ảm đạm như nhau, không có
một cái không khí tấp nập của những cái ngôi chợ truyền thống như những cái năm trước. Vâng, quả là đối với những cái người hoài cổ thì cái sự vắng vẻ điều hưu này là một cái sự nuối tiếc cho những cái ngôi chợ truyền thống của chúng ta. Vâng, tôi nghĩ rằng những cái ban quản lý của các cái ngôi chợ và lớn hơn nữa là cái ngành thương mại của Việt Nam mình phải có những cái thay đổi thì chúng ta mới có thể tồn tại và phát triển được. Vâng, chúng ta đi vào phía bên trong cái ngôi chợ Nhà Lồng này, xem coi là các cái tiểu thương ở bên trong cái Nhà Lồng này họ mua bán thế nào. Ở ngoài thì rõ ràng là chúng ta thấy rằng rất là vắng vẻ, rất là điều hưu ảm đạm, cũng như là các cái ngôi chợ khác trên khắp đất nước chúng ta. Vâng, thời điểm này là cái thời điểm cao điểm để cho người dân đi chợ mua sắm. Tuy nhiên là mới có 10 giờ hơn thôi mà chợ đã vắng vẻ như thế này rồi. Vâng, đây là mặt tiền của trung tâm thương mại nha quý vị nha. Cái quang cảnh điều hưu ế ẩm như thế này diễn ra trên khắp mọi các cái ngôi chợ truyền thống chứ không riêng gì những cái ngôi chợ này. Đấy, quý vị thấy không? Những cái kiosk nằm dọc theo hai cái khu mặt tiền của trong lòng chợ Nhà Lồng mà vắng vẻ như thế này, hầu hết là đã đóng cửa rồi quý vị ơi. Không còn có các cái tiểu thương tham gia mua bán ở đây nữa. Vâng, rõ ràng là những cái ngôi chợ truyền thống này không biết có trụ nổi không nếu không có những cái sự thay đổi lớn lao về mặt tổ chức, về các cái cung cách phục vụ nó phải khác đi thì mới có thể duy trì được. Quý vị thấy không? Hầu hết là các cái gian hàng ở như trong chợ Nhà Lồng đã bị đóng cửa. Các tiểu thương không thể nào kinh doanh nổi trước cái sự ế ẩm này nữa. Vâng, quý vị có thấy không ạ? Hầu hết là các cái kiosk ở trong này, các cái gian hàng ở trong chợ Nhà Lồng đã bị đóng cửa rồi. Các tiểu thương không thể nào trụ nổi trước cái cảnh ế ẩm này. Vâng, chúng ta đã phải nghĩ đến một cái cách kinh doanh mới cho nó phù hợp với cái thời đại này. Cái thời đại mà mọi người không có kiên trì để mà đứng trước một gian hàng rồi trả giá, nói thách lên xuống và cái thái độ phục vụ theo cái cách mà ông bà cha mẹ chúng ta đã tham gia mua bán theo cái lối cũ thì khó lòng mà tồn tại được. Chúng ta phải có một cái nhìn khác, có một cái sự thay đổi toàn diện thì những cái ngôi chợ truyền thống này mới có hy vọng rằng tồn tại và phát triển được. Vâng, vậy là chúng ta vừa đi tham quan cái trung tâm thương mại của thành phố Rạch Sỏi. Vâng, hy vọng rằng trong những cái năm sắp tới thì khi mà có dịp chúng ta trở lại, ngôi chợ này sẽ được khang trang, được sung túc hơn.